Nếu mà với một bạn sinh viên mới ra trường và có rất nhiều công việc pháp chế thì bạn nên là lấy những cái yếu tố gì để lựa chọn ngoài vấn đề về lương? Thật ra sống thì ai cũng cần lương, không không có lương thì không sống được. Chúng ta phải lo được bản thân rồi thì mình tính được các điều cao sang hơn. Thế thì bây giờ khi mà vào một tổ chức, hoặc là dù là luật hay là dù là pháp chế, rồi ngoài lương ra mình phải quan tâm, thứ nhất môi trường này có phù hợp để mình phát triển không. Thế thì môi trường phù hợp là như thế nào? Môi trường phù hợp, thứ nhất họ phải có quy trình để đào tạo mình một cách rõ ràng, vì bản chất là các bạn sinh viên ra trường ở ở nước khác thì thôi mình không biết, ở Việt Nam mình cũng là sinh viên ra trường, mình biết kiến thức mình cũng học ở trường, nhưng mà có những thứ kiến thức thôi mình chỉ đi làm mình mới được biết, là một cái. Thứ hai là kinh nghiệm không có, thứ ba là kỹ năng làm việc là kém. Thế thì nếu như bạn làm ở một công ty nào đó, ngoài lương ra bạn phải quan tâm, một họ có thể cho mình cái cơ hội để mình tiếp thu những kiến thức mình chưa được tiếp thu hay không, cái thứ hai là mình có được làm những công việc mình chưa được làm để mình có thêm kinh nghiệm hay không, ba họ có lộ trình để đào tạo các kỹ năng hành hành nghề hoặc kỹ năng làm việc của mình tốt không. Ba cái yếu tố đấy mới là ba yếu tố quan trọng. Nếu mà lương mà cao thì càng tốt.